Producer xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh TC Video. Hôm nay TC sẽ mời cả nhà mình đi dạo Phan Thiết cùng với TC ở khu vực phường Phú Tài. Ở đây là TC đang đứng ở góc đường này, là góc quốc lộ 1A với đường những thầy định cả nhà mình để đi vô trong khu vực Tân Thánh. Dạ không mua chú. Dạ cảm ơn. Đó, bây giờ thì mời cả nhà mình sẽ đi vào trong góc này với TC hoa. Cái này đầu đường góc quốc lộ 1A. Ở chỗ này dở một cái là ngay góc ngã ba này không có cái tên đường cả nhà mình. TC đứng nhìn hoài không thấy tên đường đâu hết trơn. Nên là không biết nó là đường gì, phải hỏi cái người dân ở đây. Thông thường ở đầu ngã ba hay đầu ngã tư thì sẽ có những cái bảng hướng dẫn chỉ dẫn đó là tên đường gì, thì sẽ dễ cho khách du lịch cũng như là những cái người địa phương người ta muốn tìm đường á, người ta nhìn cái bảng hiệu cho nó dễ. Nên là cả nhà mình nhớ đi đến lúc này thì đi vô trong cái đầu đường Văn Thánh nè. Văn Thánh thì có nhiều hướng để đi lắm, đi đường lò heo cũ cũng được, rồi đi đường Hải Thượng Lãng Ông vô cũng được, và góc này là góc đường quốc lộ 1A. Ở đây thì theo cầu của một khán giả trên kênh cũng muốn nhờ TC quay dùm góc đường Nguyễn Thị Định với lại đường Đặng Dung hả? Chứ có một bạn nữa nhờ TC quay dùm cái đường đi vào Văn Thánh 3 mà TC tìm ở trên bản đồ Google Maps mà không thấy cái con đường đó. Không biết là bạn có ghi sai tên đường hay không. Mình đi mình tìm không thấy, cho nên nếu mà bạn có coi video clip này nói về hướng khu vực Văn Thánh thì bạn có thể bình luận lại ở bên dưới để mình biết đúng cái đường mình đi ha. Rồi TC xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Và video clip này TC quay vào lúc 7:30 của ngày 7 tháng 4 năm 2024. Ở đây có một cái cây bàn to mát mẻ quá nên là TC muốn đứng lại ngắm cây bàn này một chút. Cây này thì họ tỉa nhiều nhánh, họ cắt nhiều nhánh và cắt lá. Cái lá bàn này cả nhà mình, lá bàn này là mình có thể là nhuộm được màu sắc để may ra vải nè. Mình lấy vải mộc mình nấu nước lá bàn lên, xong cái mình cho phèn chua vô, mình ngâm vải mộc vô thì mình sẽ ra được một cái màu vàng giống như một vàng đất vậy đó. Mình cho thêm một xíu cái chất kim loại vô nữa thì nó lên cái màu ánh sáng hơn. Đây là đường Nguyễn Thị Định. Ở đây có quán gạo cà phê ăn sáng bình dân có võng. Ở khúc này thì TC thấy là nhà thì cũng giống như là được phân lô từng ô 100 mét vuông vậy đó. Nhưng mà đường cái trên khu vực này thì họ xây xong rồi, phía trước nhà có trồng cây xanh. Trên mình đi con đường này mình thấy nó mát mẻ. Sẵn lên trên này rồi thì lát nữa mình sẽ ghé qua chợ Văn Thánh luôn cả nhà mình ha. Chợ Văn Thánh thì có một cái đặc biệt là người dân bán hàng ở ngoài đường á, có nguyên một cái con đường dài, mình đi bộ chắc cũng phải 20 phút thì họ bán dọc dài ở đó. Rồi ở cái góc mà chợ Văn Thánh mà ngay chợ Bờ Hồ á thì là ít người đi chợ hơn. Mình không biết lý do thì tại sao, nhưng mà mình thì thường thích hay đi cái chợ Văn Thánh mà chuẩn bị mà lát nữa mình đi dạo mình sẽ ghé nè. Tại vì ở đây họ bán đủ thứ món ở trên đời hết. Mà bán giá nó cũng mềm mại, bình dân. Hải sản thì tùy hàng, có hàng là ok, có hàng thì sẽ phục vụ cho những cái quán ăn bình dân. Nói chung là nhiều giá, nhiều giá tiền, nhiều chủng loại. Và cả nhà mình thấy ở đây thì đây thì đường phố du lịch trên khúc này thì nó không có, nhưng mà đường xe cộ rộng rãi ha, xe ô tô nè rộng rãi, xe đạp điện, xe máy,
cái cây hoa giấy nó dễ trồng hay sao á, thì Xu thấy góc nào ở đâu á họ cũng hay trồng cây hoa giấy. Bây giờ hoa giấy họ họ là tạo giống ra được những cái hoa giấy mà đủ màu đủ sắc á cả nhà mình. Ở bên đây có một hàng bún bò Huế phở bò. Có thêm một cái cây xoài xoài Đài Loan trái rất là to ở đây nữa. Bún bò Huế phở bò ở đường Nguyễn Thị Định cả nhà, B1/58 Nguyễn Thị Định. Ở trên khu vực này nhà cửa họ xây mặt tiền rộng rãi quá. Này có cái hàng vật liệu xây dựng nữa nè. Tính ra cái khu vực này mà mình mua liền mấy lô mình xây dạng như biệt thự sân vườn thì cũng mát mẻ đó cả nhà mình. Ở cái ngoài mặt đường khúc này nè, ở đây thì Xu thấy có mấy gian họ mua làm mấy lô luôn. Đây là góc ngã tư đường Đống Đa đó, chợ này cả nhà. Thế nữa mình sẽ hoành lại vô chợ này sau nha. Rồi đi xuống muốn tìm cái đường Đặng Dung quay cho bạn. Rồi xong cái clip này đi xuống sẽ dừng lại hỏi coi là cái đường mà tắt mà bạn nào đó ghi là lên Văn Thánh Ba, để mình hỏi coi bà con đây người ta có biết không, người ta chỉ là nếu mà có thì mình quay luôn, còn không có thì mình sẽ hẹn lại cái clip lần sau. Nói chung là cái khúc này Tí Xu thấy cây xanh cũng mát mẻ nè, quán xá rồi cũng nhiều nè. Ở đây có The Garden Coffee nè. Hôm trước Tí Xu đi tìm một cái quán cà phê sân vườn rộng rãi trên này mà tìm không ra. Hôm nay thấy chỗ này nguyên vị Ban Mê cà phê Buôn Mê Thuột cả nhà mình, chỉ có 16.000 thôi. 16.000 đó. Đây cứng trứng cá nè, bẻ một nhành cây trứng cá. Có cái bài hát đó các nhà. Đường này là Trần Đăng Ninh. Mình coi bản đồ có 5 phút là đến đường Đặng Dung mà đi nãy giờ không thấy ha. Ở đây là trung tâm bảo trợ xã hội này cả nhà mình, cho trẻ em và người già lang thang cơ nhỡ. Chỗ này hồi trước á, là cái trung tâm bảo trợ xã hội nằm ở dưới cái khu vực ngay chỗ cầu Ké, đi xuống một chút rẽ bên tay trái mà hướng về thành phố Buồn á, hướng về Nghĩa Trang á. Nhưng mà bây giờ á, thì cái trung tâm bảo hộ xã hội chăm sóc giúp đỡ người già neo đơn với trẻ em cơ nhỏ này là ở đây, chuyển lên trên này. Đi chợ sớm rồi cả nhà. Xe đạp ơi, nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Có sóng trọ sân vườn nữa cả nhà mình ha. Phòng mát, có bãi để xe, tổ chức tiệc bình dân.
tì xù hỏi thôi, còn ở đây dở một cái là thường là ngay góc ngã tư là sẽ có bảng hướng dẫn chỉ đường. Dạ chú ơi, cho con hỏi đường Đặng Dung đi đường nào hả chú? Dung hả? Dạ. Không biết ạ. À, dạ cảm ơn ạ. Dạ. Dạ không biết, ra đây tìm nè, cảm ơn chú. Hồi nãy thì Su coi trên bản đồ thấy hướng đâu về đây, hình như mình đi lố không ta. À, thì Su đi lên trên này thêm một chút xíu nữa rồi coi có cái hẻm nào. Tại nãy thì Su coi trên bản đồ là nó ghi là rẽ về phía tay trái, mình tới đây mà không có nữa là đi Su quạnh lại vô trong chợ nha. Cả nhà mình thấy ở đây bán phở bò, một đường phở bò 35k, 35k là 35.000 đó, đông rộng rãi. Cà phê muội muội, tiểu muội muội uống cà phê. À, trên này có một cái đường nữa. Để gặp phải cái này không? Đường này là đường Hoàng Cầm cả nhà mình. And Hoàng Cầm. Chờ tí xu cái. Tí xu mở bản đồ ra coi lại coi. Biết nằm chỗ nào. Hay tí xu bật bản đồ lên thì kêu là quay ngược lại ra ngoài đường. Rẽ bên tay phải đi đến cái ngã tư là đến. Chắc là hồi nãy mình đi bị lố qua hả? Qua coi giá vàng lại tăng cả nhà mình. Đó, ở trên này có bánh canh cá lóc, cơm gà, cơm tấm, cà phê cốc. Nhà mình có ai để dành tiền mua vàng không ạ? Cà phê cốc, cà phê đá 10, cà phê sữa 12.000. Hay là đường này. Để đi xu chạy vô coi phải đường này đường Đặng Dung không nha. Giống cái ngã tư hồi nãy mình đứng mình nói sao không thấy cái biển hiệu nào hết. Đường Lê Quang Đạo hay làm khó mình dữ ta. Mình sẽ vô đây mình hỏi mấy chị nữ này, chắc là mấy chị biết. Chị ơi, cho em hỏi thăm đi đường Đặng Dung đi đường nào? Đặng Dung hả? Đường này ạ? À? À dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, đây, đúng đường cả nhà mình. Giờ Đặng Dung. Gọi là đến tới nhà rồi á, mà còn gõ cửa hỏi là chủ ra mở cửa rồi hỏi là có chủ nhà ở nhà không? Đây là đường Đặng Dung ạ. Đường này thì chắc là khu hồi xưa cái này phân lô hơi nhỏ nhỏ hơn là cái đường mặt tiền hồi nãy Nguyễn Thị Địch mình đi qua. Ở đây thì họ phân lô nhỏ nhỏ à.
này chắc còn ngang khoảng 4. Đứng đây là một chút cho cả nhà mình ngắm đường phố xá. Xong cái mình vòng qua chợ ha. Ồ, ở đây có cây ổi xẻ nữa cả nhà. Hồi xưa sát nhà Tisu có cây ổi xẻ mà cái trái vàng vàng mà nó chín mà nó thơm á, mà cái vỏ nó, cái ruột nó có tí tí xíu thôi mà cái vỏ ngoài nó dày mà ăn nó thơm nó ngọt lắm. Giờ không thấy cái trái ổi xẻ đó nữa. Chỉ có hồi đợt mà Tisu đi đảo Phú Quý, đi vô đi qua cái khu vực để mà đi qua bên đảo á, thì có qua cái vàng đó là có cái chị đó là chị có đất trống, chị trồng rất là nhiều cái cây ổi đó đó, nó ngon lắm. Nên là cả nhà mình hôm nào đi đảo Phú Quý á, là nhớ lên trên đảo ăn cái giống ổi, ngon cực kỳ, thơm và ngọt. Này, đây là đường Đặng Dung. Tisu đi hết đường Đặng Dung này ha, rồi sau đó mình rẽ qua chợ, chợ ngay phía trước mặt, song song bên này đường thôi. Mình đi tìm đường như vậy mình mới thấy những cái bạn mà chạy Grab á, hơi cực ha cả nhà mình ha, đi giao hàng rồi shipper giao hàng tìm đường rồi khó. Ở đây có bán đất, đường này đường Đặng Dung. Ở đây thì cả nhà mình thấy là hàng quán xá là cho bà con ở trong xóm trong làng ăn nè, ví dụ bánh canh chả cá nè, đây ngồi ăn bánh canh chấm bánh mì xíu mại trứng thêm cái chai nước mắm ngon nữa, là thêm mấy miếng ớt nữa là hít hà. Ở đây cũng rộng rãi thoải mái ghê chưa nè. Đây có một cái cây gì cao quá trời, tiếng chim hót. Cà phê ăn sáng ngồi lai rai. Xem hương thương mới tóc xoay. Sáng uống cà phê. Đây là bắt đầu đường Đống Đa nè cả nhà mình. Ồ, ở đây có cái chùa hay cái gì nè, để đi xu qua coi. Nhìn xa xa thấy cái chóp không biết là chùa. Chùa hay đình hay miễu gì đó, qua coi nè. Vạn là đi biển cả nhà, Vạn Hiệp Hưng. Đây là Vạn Hiệp Hưng. Giống như Vạn Thủy Tú á hả? Ủa gì cho con hỏi, cái vạn này ở đây lâu đời chưa hả dì? Dì có biết không? Hả? Cái vạn này nè ở đây lâu đời chưa? Từ hồi xưa giờ hả? Dạ. 20 năm nay rồi. Dạ không. Từ khi mà mình dời lên á thì cái vạn này cũng dời theo ha. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Vậy là ở đây là cái khu tái định cư của bà con mình hồi xưa là ở dưới Cùng Chà đó, thì vạn này là dời lên theo. Rồi bây giờ thì Tisu sẽ rẽ lại đi qua chợ một chút, cô chú anh chị các bạn ngắm chợ. Ở trên Phú Tài này có một cái góc mà họ bán cái món cháo cá nục kho bắp chuối á, ngon lắm. Chợ đi chợ nè, cháo dinh dưỡng nha. Súp cua 5 giây. Dì đi
chị các bạn thấy cảnh chợ nhộn nhịp đông vui không? Ra đi anh. Ra chim rồi nữa. Dạ, em đang quay chợ. Giờ họ có những cái xe bán lưu động này cả nhà mình. À, cái xe bán lưu động này cũng hay ha. À, họ có cái máy che, rồi có cái chiếc xe máy, rồi họ kéo đi. Rồi có cái ghế treo lên nữa, hàng bán lưu động. Rồi bên này là hàng trái cây nè, cũng lưu động nè. À, bên này nhìn mọi người đi chợ nè. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi cả nhà mình. Một góc nhỏ ở cái khu vực chợ Văn Thánh này thôi. Đó, cả nhà mình thấy người dân ở đây họ rất là thiệt thà không họ. Anh chủ ngồi đó chế xoài rớt nha, ảnh không lụm, nhưng mà cái người đi chợ người ta rút lụm lên bỏ giùm vô lại trong rổ luôn. Quá xá là dễ thương. Ở đây là hàng xôi nè, xôi bắp. Cho em quay xíu nha, xôi bắp nha. Đó, cả nhà mình. Xôi bắp dừa nạo. À, nấu xôi bắp. Rồi xôi lá cẩm chứ. À, xôi lá cẩm rồi bắp hầm rồi cả nhà. Này là bán cho bà con ở trên này chị ha. Đây 5.000 hả? 5.000 hay 10.000? À 5.000. Xôi bắp đã ngon chưa? Ở đây là góc ngã tư Lê Phụng Hiểu và đường Đống Đa cả nhà mình. Ở cái góc này thì mình sẽ thấy là chợ đồ đông đúc hơn ha. Rồi. Quá trời đông, chợ này chợ Văn Thánh 3. Này đông, đông như chợ lớn mình luôn á. À, mà ở đây cái là họ quá trời đồ đạc bán luôn. Ổi nữ hoàng cái 10.000 ký rồi cả nhà mình. Ổi nữ hoàng đi sô mua tới 40.000 ký. Thank you.
đông của chợ chưa? Quá trời đông. Cá, quá trời cá. Thì cá. Trời ơi. Rồi kẹt luôn rồi cả nhà. Ê, cảm ơn ạ. Ơi. Xu muốn tìm cái chỗ nào đó dừng lại à... Con vợ đó luôn. Để quay cảnh bà con đi chợ cho cả nhà mình coi. Tàu mướp xoài. Đi xu hỏi thêm một người nữa coi là họ có biết cái đường này không ha. Nếu mà không thì bạn khán giả mình sẽ xem video clip này bình luận vào bên dưới ha, ghi rõ giùm con mình đi cái hướng nào thì mình sẽ dành thời gian quay lại ở trong video clip sau. Chị biết đường Bích Hằng đường nào không chị?
đi cái con đường tắt đó ha. Đây cô chú anh chị các bạn, khi Su hỏi ra thì có một bạn gái bạn chỉ cho mình đường này gọi là đường tắt Bích Hằng nè. Đường này là 277 đi thẳng ra là đường Hải Thượng Lãn Ông. Cái con đường này á, thì hồi nãy hỏi chị hàng rau á, thì chị nói là hồi xưa ở đây có cái nhà may Bích Hằng, nên người ta gọi là đường tắt là đường Bích Hằng. Chờ người ta đi ra rồi mình đi vô. Luôn đồng hành cùng với kênh Thi Su Chu Du. Nếu cả nhà mình có nhớ một con đường nào đó ở Phan Thiết quê mình, hay nhớ một món ăn nào đó ở Phan Thiết quê mình, hoặc nhớ một cái gì đó về thuộc Phan Thiết quê mình, thì cả nhà mình cứ bình luận vào bên dưới, thì Thi Su sẽ dành thời gian để quay chia sẻ lại cùng với cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người và mọi nhà. Tre ha, mát dễ sợ luôn.